Xin lỗi, bài đại cương bệnh truyền nhiễm cho phải nhớ trong hệ trung ương đại cương bệnh truyền nhiễm thì tôi sẽ dạy bộ sao khi mình có giờ. Bây giờ mình hôm nay mình học bài là bài sốt rét. Các anh chị có thấy được slide và nghe tiếng tôi rõ Dạ rõ rồi. không? Rõ ha. Thôi mình bắt đầu bài. Thì bệnh sốt rét thì thật đây là một bệnh lý rất là cổ điển. Khi mình nói đến bệnh truyền nhiễm thì luôn luôn người ta có bài sốt rét. Mặc dù ngày nay chúng ta thấy bệnh sốt rét rất là hiếm gặp, không thường gặp như ngày xưa nữa. Phần trình bày tôi thì có soạn từ 3 phần nhưng mà tôi chỉ nói có hai phần thôi. Phần thứ nhất là dịch tập sốt rét và phần thứ hai chẩn đoán và điều trị sốt rét. Còn phần là các thách thức trong thanh toán bệnh sốt rét thì chắc là tôi sẽ không trình bày. Thời gian trình bày chắc là không quá khoảng 1 tiếng, 1 tiếng 30 phút trở lại thôi. Anh cho anh chị tập trung mình nghe luôn một lần xong rồi trình luôn một buổi rồi sau mình nghỉ luôn. Đầu tiên hết về đại cương thì người ta định nghĩa bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do ký sinh trùng hoặc Plasmodium lan truyền từ người bệnh sang người lành qua trung gian mũi anopheles. Tức là đây là bệnh sốt rét, đó là bệnh truyền nhiễm. Tác nhân gây bệnh là con ký sinh trùng là Plasmodium và trung gian truyền bệnh là mũi anopheles hay còn gọi là mũi đột sóc, tức là khi nó đậu nó đốt thì cái mông nó chổng lên trên, cái đuôi nó chổng lên trên, người ta nói mũi đột sóc. Và bệnh này nó truyền được từ người bệnh sang người lành nhờ vào con mũi. Bệnh sốt rét thì chúng ta phân ra là sốt rét cơ và sốt rét ác tính là theo thuật ngữ cũ, còn gần đây thì ta gọi là sốt rét chưa biến chứng và sốt rét có biến chứng. Đó là thuật ngữ của Bộ Y tế gần đây thì mình sửa trong hướng dẫn là chưa biến chứng và có biến chứng, nhưng ở miền Nam thì mình quen gọi sốt rét cơ và sốt rét ác tính. Tức là sốt rét cơ là sốt rét không có biến chứng, chỉ có sốt thôi, còn mà sốt rét ác tính là sốt rét có biến chứng đưa đến suy cơ quan nội tạng. Nếu chúng ta không can thiệp điều trị tích cực thì bệnh nhân có thể tử vong. Câu hỏi luôn luôn người ta hỏi mình là hiện tại có mấy loại ký sinh trùng sốt rét gây bệnh ở người. Các anh chị có thể trả lời tôi hiện tại mình theo mình được biết là có mấy loại ký sinh trùng sốt rét gây bệnh ở người. Bạn Bùi Đình Hoàng, bạn có thể trả lời tôi nghe là mình có mấy loại ký sinh trùng sốt rét gây bệnh ở người. Bạn Hoàng ơi. Bạn chắc không nghe rồi. Bạn Cao Thanh Dạ. Vinh. Hoàng. Đâu nghe dạ xong rồi không thấy mở micro. Bạn Dương Minh Ủa Hoàng. dạ, em Được Hoàng. rồi, Dương Minh Hoàng trả lời giùm Bùi Đình Hoàng cũng được. Bạn Dương Minh Hoàng, có mấy loại ký sinh trùng sốt rét gây bệnh ở người? Em nhớ là Plasmodium falciparum, Dạ. Vivax, Ovalia với lại còn em cũng quên nhớ rồi. Malaria ha, Mới tức là mình có falciparum nè, có Vivax nè, có malaria và có Ovalle. Có bạn nào bổ sung thêm con nào khác không? Tức là ngoài 5 con đó mình còn con nào khác không? con canal không thầy. Đúng rồi. Bạn bạn mới phát biểu là Chương Thành Chương à, Nguyễn Thành Chương. Thì dạ. chúng ta có một con thứ năm ha, Acnowlesia. Con này thì nó rất là đặc biệt. Con này nó khó chẩn đoán bởi vì lý do là ở những cái thể non thì nó giống giống như Fancy. Mình có thể thấy rằng nó có thể nhẫn mảnh, nó có thể có cái xác rìa, rồi nó cũng có thể xuất hiện 2 con ký sinh trùng trong một hồng cầu hoặc 3 4 con trong một hồng cầu. Nó giống y như falciparum. Ở những thể già hơn thì nó có xuất hiện dễ băng giống như malaria. Vì lý do đó rất khó chẩn đoán. Đây là một loại sốt rét lây truyền từ khỉ sang người, từ khỉ sang người. Do đó thường thường nó chỉ một mắt người người ta có tiếp xúc ở trong rừng chẳng hạn thì mình bị nhiễm nhiều hơn là người ở thành thị. Tại sao người ta đặt ra vấn đề là sốt rét do con Nolizai này? Thì đầu tiên hết là vào năm 2009 khi mà Mã Lai công bố là ở vùng Sarawak, vào tháng 6 đến tháng từ năm 2006 đến 2008 thì người ta thấy là có 152 bệnh nhân bị sốt rét, thì hết 70% là sốt rét do Nolizai. Đều vào sốt rét trước nay mình chỉ nói chủ yếu ở khỉ thôi, nhưng mà bây giờ nó sẽ lây được vào người.
À, từ đó người ta thấy cái con này rất đặc biệt vì nó có thể gây ác tính và có thể gây chết người, nên người ta rất là lo lắng. Khi đó thì Việt Nam chúng ta cũng quay trở lại xét nghiệm máu. Mình lấy những cái mẫu máu mình lưu trữ trước đó được chẩn đoán là malaria và mình làm PCR để mình khẳng định con có Doleza hay không, thì mình cũng phát hiện được hai trường hợp em bé ở vùng Ninh Thuận thì có Doleza. Sau đó ban quân đội Mỹ có hợp tác với lại Khánh Hòa, người ta điều tra sốt rét ở xã Khánh Phú, ở Khánh Hòa đó, là trên cái đường mà mình đi từ Nha Trang lên Đà Lạt đường Khánh Lê, thì dọc có xã Khánh Phú, ở đây là vùng sâu, người ta chủ yếu là người dân tộc Rắc Lây sinh sống, thì họ lấy mẫu bệnh phẩm tại đây thì họ thấy rằng khoảng 26% bệnh nhân bị sốt rét trong vùng này là do Doleza. Và người ta bắt mũi Anofen Direct thì người ta lấy cái tuyến nước bọt nó ra thì thấy rằng trong nước bọt có chứa thoa trùng, thì 43% thoa trùng họ tìm được trong tuyến nước bọt của mũi Anofen Direct, mũi mà nó truyền bệnh sốt rét ở cái vùng này là có chứa thoa trùng của Doleza, để chứng tỏ rằng Doleza là một cái tác nhân mà nó hiện diện tại Việt Nam. Và tổng kết lại thì người ta thấy đến khoảng năm 2011 thì người ta công bố rằng đây ở cái vùng Đông Nam Á này thì có khoảng 5.000 ca bị sốt rét Doleza, trong đó chủ yếu là ở Malaysia, Indo, còn lại là mấy các nước Đông Nam Á. Đây đó Việt Nam được công bố khoảng bao nhiêu mấy ca, qua 3 ca. Thì tóm lại thì đa phần đây là loại ký sinh trùng đặc thù cho vùng Đông Nam Á, lây truyền từ khỉ sang người. Do đó sách vở từ năm 2009 trở đi thì người ta được sửa trở lại và có 5 loại ký sinh trùng Plasmodium gây bệnh ở người. Và mình thêm loại thứ 5 đó là Plasmodium Doleza. Trước đó là có Fancy, Vivax, Malaria, Overland và loại thứ 5 là Doleza. Các anh chị nhớ ha, mình có loại thứ 5. Và sách vở bây giờ ta viết là 5 loại chứ không còn là 4 loại nữa. Đó là về khởi đầu. Về sinh lý bệnh thì người ta thấy rằng sốt rét nãy mình nói là có sốt rét cơ và có sốt rét ác tính. Thế thì sốt rét ác tính thì người ta thấy rằng thường xảy ra ở bệnh nhân bị sốt rét do falciparum. Thế thì falciparum nó có cái gì đặc biệt? Thì đầu tiên hết thì tôi sẽ nói về cái chu trình phát triển của trùng trước. Đầu tiên hết thì mũi Anofen cái khi nó đốt máu người thầy ơi, thầy chờ xem Minh Hinh ạ. Không thấy hả? Dạ không thấy Minh Hinh ạ, thầy chờ xem. Rớt màn hình rồi. Vậy nãy giờ nói mà thấy gì hết? Nghe không à hả? Rồi xin lỗi. Rồi mình thấy chưa? Con chị không thấy thì mở micro nói ha. Dạ vừa thấy rồi thầy ạ. Tôi quay trở lại vài slide đầu. Nãy mình chưa có slide này luôn mà phải không? Dạ nãy giờ chưa có. Thì slide này tôi nói rằng mình nhìn thấy là đây là hình dáng của một bệnh trên vết máu, trên vết mỏng của bệnh nhân bị sốt rét do Doleza, thì người ta thấy rất khó phân biệt với lại Fancy. Nếu là ở thể nhẫn mình thấy nó có thể có 2-3 cái vòng nhẫn ở trong một hồng cầu cũng rất giống Fancy, hoặc là nếu khi nó qua đến cái thể già thì nó có dải băng băng ngang và hồng cầu giống như malaria, hoặc là thể nhỏ hơn chút xíu thì nó có dải túc cũng giống như Vivax vậy đó. Tức là mình nhìn thấy là nó rất khó, nhìn hình thái bên ngoài rất khó chẩn đoán, do đó đa phần hiện tại chúng ta chẩn đoán Doleza bằng PCR. Mình quan tâm đến nó bởi vì trước đó là ở vùng Sarawak ở Malaysia thì người ta thấy rằng 70% sốt rét ở vùng này do Doleza, cho nên các quốc gia Đông Nam Á còn lại họ bắt đầu họ điều tra của mình có tác nhân hay không. Thì tại Việt Nam năm 2009 thì sau khi mà Malaysia công bố thì Việt Nam cũng công bố rằng chúng ta có tìm thấy hai em bé, tức là mình tìm trong cái mẫu máu lưu trữ của hai em bé ở Ninh Thuận và mình phát hiện ra rằng PCR nó dương tính với Doleza và mình nói rằng Doleza có ở Việt Nam. Sau đó đến năm sau đó khoảng một năm thì bắt đầu quân đội Mỹ có hợp tác với lại sốt rét ở Khánh Hòa, thì người ta điều tra Doleza ở xã Khánh Phú thì họ thấy rằng 26% bệnh nhân sốt rét ở xã Khánh Phú này là do Doleza, và họ bắt mũi tại vùng này lấy cái thoa trùng, lấy cái tuyến nước bọt ra và tìm thoa trùng, làm PCR thì cũng khẳng định được rằng 43% thoa trùng ở trong tuyến nước bọt các con mũi direct ở vùng này là do Doleza. Sau đó thì người ta thống nhất rằng đây là một số cái loại ký sinh trùng đặc thù cho vùng Đông Nam Á. Các quốc gia Đông Nam Á đều có công bố số ca bệnh. Vì vậy hiện tại sách vở chúng ta sửa là có 5 loại ký sinh trùng gây bệnh ở người, đó là
Fivaciparam, Vivac, Malaria, Overlay và Nolizac. Về sinh lý bệnh thì con mũi Anopheles khi mà cái khi nó đốt máu cho hút máu chúng ta thì nó sẽ truyền thoa trùng vào trong máu. Thoa trùng sẽ đi trong máu trong vòng khoảng 30-45 phút, thoa trùng sẽ xâm nhập vào trong gan, chu trì thời giai đoạn phát triển ở trong gan, hay là còn gọi là chu trình tiền hồng cầu, tức là nằm trước khi vào hồng cầu. Ở trong gan khoảng 5 ngày nó phát triển từ thể nhẫn, từ dưỡng tới thể phân liệt trong gan, sau đó gây vỡ tế bào gan và nó phóng thích tiết trùng vào trong máu. Tiết trùng máu xâm nhập vào trong hồng cầu và bắt đầu chu trình hồng cầu, chu kỳ hồng cầu. Chu kỳ hồng cầu này thì nó tiến triển từ thể nhẫn, tư dưỡng non, tư tưởng già, thể phân liệt và sau đó gây vỡ hồng cầu, sau đó nó tiếp tục xâm nhập vào hồng cầu mới. Sau một số chu trình thì nó sẽ tạo ra thể giao bào. Một số chu kỳ hồng cầu sẽ tạo giao bào, giao bào đực và giao bào cái. Trong gan thì cũng rất đặc biệt, có một số loại ký sinh trùng nó sẽ không phải toàn bộ nó phát triển thành thể phân liệt, một số ít nó sẽ chuyển thành thể ngủ nằm yên trong tế bào gan. Thì mình nhớ là Vivac và Overland có tạo thể ngủ trong gan. Thể ngủ trong gan sau vài tháng nó thức dậy và nó gây sốc rét tái phát, tại gọi đó là tái phát xa. Tái phát xa là cái hình bên dưới này, cái hình bên dưới này là tái phát xa. Mình thấy bệnh nhân có những đợt tái phát cách vài tháng có một đợt tái phát, tái phát xa. Còn tái phát gần là do tình trạng kháng thuốc, thì mình thấy như cái hình trên đây, khi mà ta bị sốc rét xong ta điều trị thì tinh trùng sốc rét xuống dưới ngưỡng phát hiện bên đường vi thì nó là âm tính, nhưng thật ra nó chưa hết, nó vẫn còn nằm âm ỉ trong đây và sau đó nó tăng lên trở lại và nó gây sốc rét tái phát. Thì tái phát này là gọi là tái phát gần, hiện tượng reduction này là hiện tượng đặc trưng của sốc rét kháng thuốc. Đó là chu trình phát triển. Thế thì tại sao có sốc rét ác tính ở Fancy? Thì người ta thấy là ở Fancy Bedroom có hiện tượng ẩn cư, tức là những con ký sinh trùng chuyển qua thể tư dưỡng già và thân liệt thì nó sẽ bị bắt giữ trong những mao mạch sau, nó không ra máu ngoại biên nữa. Mình xét nghiệm ngoại biên mình sẽ không thấy thể phân liệt và thể tư dưỡng già, do đó nó bị bắt giữ hết bên trong mạch sau. Do đó vì nó ẩn cư như vậy, nó sẽ đưa đến rối loạn chuyển hóa vi tuần hoàn và đưa đến rối loạn chức năng cơ quan nội tạng. Mình thấy hình bên đây là não của bệnh nhân sốc rét ác tính và tử vong. Mình sinh thiết não thì mình thấy là có mao mạch não nó chứa đầy tinh trùng sốc rét đặc nhạt ở bên trong đó, tức là nó gây rối loạn vi tuần hoàn. Nhờ hiện tượng ẩn cư này mà hồng cầu có thể nó thể vấn đề nó lẫn trốn trong mao mạch sau, tránh bắt giữ của lách, tránh được việc tiêu diệt của lách vì nó là tế bào lạ. Thì hậu quả là nó tránh bắt lọc lách, là nó ảnh hưởng vi tuần hoàn và mật độ cái tinh trùng mình thấy trong máu chỉ là một con số ước đoán thôi, bởi vì phần lớn nó bị bắt giữ ở mao mạch sau. Đó là về sinh lý bệnh. Đang hỏi mình sinh lý bệnh sốc rét ác tính do Fancy Bedroom có gì đặc biệt, thì mình chỉ nhớ một chữ là gì? Hiện tượng ẩn cư. Hiện tượng ẩn cư này chỉ có ở Fancy Bedroom, không có ở những tác nhân khác. Do hồng cầu nó bị bắt giữ ở mao mạch sau, nó làm rối loạn vi tuần hoàn đưa đến suy chức năng cơ quan nội tạng. Bởi vì sốc rét ác tính là sốc rét có suy cơ quan nội tạng. Do đó mình thấy hiện tượng ẩn cư này đặc trưng cho sốc rét ác tính. Còn để đó tôi sẽ trình bày về dịch tễ học. Dịch tễ học sốc rét thì mình nhớ rằng có, tôi trình bày ba việc. Việc thứ nhất là cái yếu tố dịch tễ sốc rét, tức là mình khai thác bệnh sử một bệnh nhân sốc rét thì mình cần quan tâm cái gì để mình chẩn đoán được bệnh nhân đó được sốc rét. Mình biết rằng tất cả bệnh truyền nhiễm đều có sốt, nhưng mà có bệnh mình nghi sốt rét, có bệnh mình nghi sốt xuất huyết, có bệnh thì mình nghi sốt thường hàn chẳng hạn, tức là mỗi loại bệnh mình đều có một số yếu tố dịch tễ của riêng nó. Thế thì tôi trình bày yếu tố dịch tễ của sốc rét. Tức là rét thì có ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên là bệnh nhân sống hoặc là lui tới vùng lưu hành sốt rét. Bởi vì nãy mình nói rồi, bệnh nhân muốn mắc bệnh thì phải bị con mũi Anopheles nó có mang mầm bệnh nó đốt. Do đó con mũi Anopheles đó chỉ có ở vùng lưu hành bệnh sốt rét thôi. Nếu chúng ta ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại ở quận 5, quận nhất, chắc chắn chúng ta không có con mũi Anopheles trường bệnh. Do đó chúng ta không bị mắc sốt rét được. Tuy nhiên nếu chúng ta đi ra Cần Giờ, hoặc là những cái xã ở Nhà Bè mà nó giáp với Cần Giờ, thì cái vùng đó vùng nước lợ ven biển nó có mô sinh phù hợp với mũi Anopheles trường bệnh, thì chỗ đó là vùng có khả năng có sốt rét. Đa phần vùng lưu hành sốt rét là vùng nước lợ ven biển hoặc là vùng rừng núi. Ở chúng ta ở miền Nam này đa phần là ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, chủ yếu là Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk,
Gia Lai, Kon Tum, còn các tỉnh ven biển miền Trung như là Phú Yên, như là Khánh Hòa, như là Ninh Thuận, thì những tỉnh đó là ta có lượng bệnh sốt rét. Nhưng có những người ta không hề đi đâu cả, người ta ở trung tâm Hồ Chí Minh, người ta vẫn bị mắc sốt rét là do họ mắc liên quan đến truyền máu. Và khi cái bệnh máu truyền cho mình có chứa cái trùng sốt rét, do khi mình nhận máu mình đã sàng lọc bỏ sót thì bệnh máu đó có cái sinh trùng, khi ta truyền cho bệnh nhân mắc bệnh lý khác, nhà bị xuất huyết tiêu hóa hoặc bị vỡ tĩnh mạch thực quản hoặc là băng huyết sao xanh hoặc bị một cái chấn thương mất máu nhiều hoặc một cục mổ sẽ lớn mất máu nhiều phải truyền máu, vân vân, thì truyền máu khoảng vài tuần sau bệnh nhân bị sốt thì chúng ta nhớ rằng phải loại trừ sốt rét vì có khả năng bệnh nhân mắc sốt rét. Và ngày nay tôi nhấn mạnh thêm là công việc hiện tại sốt rét nó ít hẳn đi rồi, do đó ở Thành phố Hồ Chí Minh nếu chúng ta hành nghề chúng ta phải luôn quan tâm đến những người mà họ đi từ nước ngoài về, đặc biệt đi về từ những vùng dịch có vật chất sốt rét lưu hành, hiện tại đa phần là ở châu Phi, đó là một. Thứ hai là Campuchia và Lào, tức là những cái vùng mà trong rừng thì họ về đây họ vẫn có thể mang cái trùng về và mắc sốt rét. Đối tượng thứ ba mình quan tâm là chích xì ke. Chích xì ke dùng chung kim tiêm và bơm tiêm, thì vì khi bệnh nhân xì ke dùng chung kim thì một người bị sốt rét mà đi chích xì ke thì cái kim và cái bơm đó đã dính hồng cầu của chứa cái nụm sốt rét, sau đó không thay bơm tiêm, không thay kim tiêm, ta chích tiếp cho người kế thì ta sẽ truyền hồng cầu đó cho người kế và người kế sẽ bị sốt rét. Và ngày cái cuối cùng mình cần lưu ý đó là trong vòng 1-2 năm gần đây mắc sốt rét. Lý do tại sao chúng ta quan tâm? Bởi vì lý do là trong khoảng thời gian gần đây thì bây giờ sốt rét kháng thuốc bắt đầu gia tăng. Do đó chúng ta thấy rằng cho điều trị sốt rét, bệnh nhân hết sốt khi rụng âm nhưng có thể một tháng sau họ sốt trở lại. Cho mình nhớ cẩn thận. Hoặc là đến điều trị sốt rét vi vắc mà ta không diệt thể ngủ trong gan thì khoảng 1-2-3 tháng sau người ta bị sốt rét tái phát. Do đó ta được mắc sốt rét trong vòng 1-2 năm gần đây mà bị sốt thì ta cũng phải cần là trừ sốt rét. Tại đây tôi tại sốt rét người nhớ có 4 yếu tố: sống hoặc lui tới vùng sốt rét lưu hành, truyền máu, chích xì ke hoặc là mắc sốt rét trong thời gian 1-2 năm gần đây. Thế bản đồ dịch tại sốt rét nãy tôi cũng nói lướt qua rồi, thì mình thấy đa phần là ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên và các tỉnh số tỉnh ven biển miền Trung, đây là những vùng lưu hành sốt rét chính của chúng ta. Cả phần xì lẫn vi vắc như vậy. Số ca mắc sốt rét thì chúng ta thấy rằng đã giảm rất nhiều. Ở thập niên 91 thì chúng ta có cả triệu trường hợp sốt rét mỗi năm, trong đó sốt rét tính hơn 300.000 trường hợp và tử vong gần 5.000 người. Tuy nhiên, nhờ vào chương trình nguồn gốc sốt rét quốc gia, nhờ vào thuốc artemisinin thì số ca sốt rét đã giảm rất là nhanh. Và đến năm 2021, tức là sau 30 năm, thì chúng ta thấy rằng số ca sốt rét chúng ta hiện tại năm ngoái chỉ có 467 ca mà thôi. Không có ca nào sốt rét ác tính và không có tử vong nhờ sốt rét. Cho bệnh sốt rét gần như là rất hiếm gặp. Nhờ vậy Việt Nam được xếp vào quốc gia đã kiểm soát dịch sốt rét. Chúng ta đang qua giai đoạn là thanh toán sốt rét. Nên nhìn bản đồ này chúng ta đã chuyển qua màu xanh dương. Màu xanh dương là chúng ta bước vào giai đoạn thanh toán sốt rét. Đẩy lùi sốt rét, mình đã qua giai đoạn kiểm soát sốt rét rồi. Chúng ta đưa đến giai đoạn thanh toán cho những phần sót lại mà thôi. Và chúng ta hứa với thế giới là sẽ tính toán vào sốt rét vào năm 2025. Nhưng mà gần đây thì mình rút trở lại rồi. 2025 là chỉ thanh toán thanh xin và rung thôi. Còn vi vắc thì chúng ta đợi đến năm 2030 thì chúng ta mới đảm bảo thanh toán được. Đó là hứa. Đây là số ca mắc sốt rét năm 2021. Thì mình thấy rằng hiện tại còn 8 tỉnh có số ca mắc sốt rét trên 10 ca trong một năm. Thì 8 tỉnh thì ở gần chúng ta thì chủ yếu là Bình Phước là 1, Đắk Lắk là 2, Bình Thuận là 3. Chúng ta có 3 nữa là nhiều, còn lại những tỉnh ở Tây Nguyên và miền Trung Nam Bộ. Tất cả số đều giảm rất nhiều, trừ ở Lai Châu năm vừa rồi tự nhiên có tăng lên chút thôi. Chứ còn lại tất cả các tỉnh số đều giảm 60, 70, 80%. Số mắc số hiện tại chúng ta rất ít. Tại Bình Phước thì chúng ta thấy rằng là số ca mắc số năm 2021 chỉ có 33 ca. Đây là vùng trọng điểm sốt rét ở miền Nam, chủ yếu là chúng ta nhận bệnh sốt rét từ vùng này thì chỉ có 33 ca, trong đó có một ca ngoại lai, tức là chúng ta chỉ có một ca ngoại tỉnh nữa, ta còn có 31 ca thôi. 31 ca sốt rét mắc tại Bình Phước mà thôi. Số bệnh sốt rét hiện tại giảm rất nhiều.
Thật ra thì người ta nói rằng con số số ca sốt rét thật sự nó sẽ cao hơn số ca sốt rét mà đi điều trị, và số ca sốt điều trị mà anh điều trị tại cơ sở y tế của nhà nước, của chính phủ ít hơn nữa. Số cơ sở nước này mà nằm trong hệ thống giám sát sốt rét ít hơn nữa, và nếu mà nằm trong sốt rét mà được làm xét nghiệm, chứ không phải trường hợp nằm trong xét nghiệm đâu, ít hơn nữa, và xét nghiệm mà dương tính và được báo cáo cũng thấp hơn nữa. Do đó con số báo cáo ít nhưng mà chưa chắc là ít, nó có thể nhiều hơn con số thật. Do đó đây là báo cáo của Hùng ta nói như thế. Tuy nhiên tôi nghĩ cái này chủ yếu châu Phi thôi, ở Việt Nam chúng ta thì chắc cũng không đến nỗi như vậy, cái này chỉ châu Phi là chủ yếu. Phần thứ ba là tôi nói đến vấn đề chẩn đoán và điều trị sốt rét. Làm sao chúng ta chẩn đoán được một trường hợp sốt rét? Mình đầu tiên hết mình nhớ thời gian ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh là thời gian từ khi tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể đến khi mình có triệu chứng đầu tiên của bệnh. Đối với sốt rét là từ khi bị mũi đốt, mũi truyền thọ trùng cho đến khi ta có triệu chứng sốt, đó là triệu chứng đầu tiên. Thời gian ủ bệnh tối thiểu phải là 7 ngày. Do đó nếu mà ai mới lên vùng sốt rét có 2 ngày mà bị sốt thì khả năng sốt rét hầu như là không có, bởi vì lý do là sốt rét nó cần ít nhất 7 ngày và phải qua gan mất 5 ngày và tới thời gian chu kỳ hồng cầu là 48 giờ nữa. Cho chúng ta tốn một khoảng thời gian ít nhất là 7 ngày. Về lâm sàng thì rõ ràng rằng triệu chứng lâm sàng có mấy chuyện, nhất là sốt, chúng ta phải lưu sốt. Sốt, đây là tính chất cơn sốt. Mà để ý, nếu mà sốt rét, bệnh nhân sốt có tính chất có chu kỳ, chẳng hạn như là bệnh nhân sốt ngày hôm nay, ngày mai, nghỉ, ngày mốt, sốt cơn nữa, ngày mai nghỉ, ngày mốt sốt cơn nữa, này gọi là sốt cách nhật ha. Đây mình gọi là sốt cách nhật, sốt cách nhật, sốt ngày nghỉ ngày ra trường hợp sốt rét do vi vắc. Trường hợp này sốt cho malaria thì bệnh nhân sốt một ngày, sau đó nghỉ hai ngày, ngày thứ ba mới có sốt trở lại, là sốt cách hai ngày. Còn đối với canxi thì bệnh nhân cơn sốt của nó không có đều, ngày có thể có hai cơn hoặc là hai cơn trong ba ngày, vân vân. Thì canxi thì người ta giải thích tại sao canxi cơn sốt nó không phải 48 giờ, mặc dù thời gian chu kỳ hồng cầu của canxi là 48 giờ, của vi vắc là 48 giờ, nhưng mà vi vắc thì ta có cơn sốt chu kỳ 48 giờ, nhưng mà canxi thì người ta thấy là cơn sốt của nó chu kỳ nó không phải 48 giờ mà nó có khi 12 giờ, có khi hai mấy giờ, vân vân. Ta giải thích là vì có nhiều dòng, canxi có nhiều dòng, điều đó những dòng này lệch giờ với nhau, do mình thấy rằng có cơn sốt và dòng khác khi nào trưởng thành được 48 tiếng nó gây vỡ hồng cầu, nó gây sốt. Do đó những cái cơn sốt nó rất là lệch nhau vì nó có nhiều dòng. Tuy nhiên sau thời gian sốt thì nó sẽ tự nhập lại còn có một dòng mà thôi, sau đó nó sẽ có cơn sốt điển hình giống như là mỗi 48 tiếng có một cơn giống như vậy. Vậy triệu chứng đi kèm có thể là có thiếu máu hoặc là vàng da, hay lâm sàng ta có sốt thì ta phải dịch tễ. Bệnh nhân có một trong bốn tới dịch tễ sống hoặc là lui tới vùng sốt lưu hành, có truyền máu, có chích xì ke dùng chung bơm tim và kim tim, có mắc sốt rét trong 1-2 năm gần đây, thì chúng ta nhớ rằng bệnh nhân có dịch tễ học, có sốt cấp tính trong thì chúng ta nên nghi ngờ bệnh nhân bị sốt rét. Nếu có tới dịch tễ gửi thì xét nghiệm chẩn đoán sốt rét ta có số xét nghiệm sau đây. Thứ nhất là ta có phết máu ngoại biên tìm ghi trùng sốt rét, thì ta đây là phết dài, đây là dọc dài, bên đây là phết mỏng. Mình thấy dọc dài thì mình không thấy hồng cầu, mình chỉ thấy ký sinh trùng và bạch cầu mà thôi. Còn trên phết mỏng thì ta thấy có hồng cầu, từng hồng cầu một riêng rẽ, và ta thấy ký sinh trùng nằm trong hồng cầu. Đây những hình mình thấy ha, cái hiệu nặng trên lam sốt rét, khi mình kéo lam ra mình nhìn sẽ biết nặng. Thứ nhất là một độ cao, một độ cao 4 cộng là trên 10 con trong một băng trường, trên 10 con ký sinh trùng trong một băng trường thì mình thấy rất là nhiều, đến tới cả hàng trăm con trong một băng trường. Có thể phân liệt, hồi nãy mình nói hiện tượng ẩn cư đối với Fancy Barum, tới thể phân liệt thì nó không có máu ngoại biên, nó sẽ bắt giữ ở mỏ mạch sau. Tuy nhiên nếu ta thấy ký sinh trùng thể phân liệt nó xuất hiện ở máu ngoại biên, điều đó chứng tỏ bệnh nhân này nặng. Thứ ba là mình thấy có những cái sắc tố sốt rét, những ký sinh trùng chứa sắc tố sốt rét, tức là những sinh trùng thể già, nó có sắc tố sốt rét nằm bên trong. Đây là trường hợp này là những trường hợp có dấu hiệu nặng. Ngoài vết máu thì chúng ta có thể làm xét nghiệm nhanh, bởi vì thời gian rất lâu chúng ta không có sốt rét,
kiến thức có khả năng là cái thực viên lâu ngày họ quên stress, thì dù sao chúng ta còn có một công cụ khác để hạn chế sai sót, do lâu quá không còn chúng ta quên, ta có xét nghiệm nhanh cho nó stress. À, xét nghiệm như thế tôi dựa vào nguyên lý là khi con ký sinh trùng nó xâm nhập vào trong hồng cầu thì nó sẽ tiết ra HLB2 là một protein đặc trưng cho con falciparum, hoặc là nó có tiết ra lactate dehydrogenase, đây là cái men nó đặc hiệu cho từng loại ký sinh trùng. Có lactate dehydrogenase của vi vắt, nó khác lactate dehydrogenase của falciparum, nó khác của malaria, khác của ovine lê, khác của nolizai chẳng hạn. Thì đó mình có thể xét nghiệm những cái protein do khi ký sinh trùng xâm nhập vào trong hồng cầu và đã tiết ra các protein này. Chúng ta xét nghiệm có protein này một cách gián tiếp, ta nói rằng bệnh nhân này có nhiễm ký sinh trùng stress. Thế thì nguyên lý xét nghiệm đó là một cái quang, là phương pháp xác ký miễn dịch. Thì cái quang này mình có một vạch trứng, hay là vạch trứng này là lúc nào nó cũng dương cả, vì nó sẽ chứa kháng thể đặc hiệu cho cái kháng thể mà đơn dòng, khi nó đi qua nó bắt cái hiện nào lên. Ta có một cái vạch là HLB2 và vạch còn lại thì nó tùy, ta để tùy theo nghiên cứu ha, thì một vạch sẽ là HLB2, vạch còn lại người ta có thể là lactate dehydrogenase, có thể là anulase, tức là một cái protein chung cho tất cả các dòng stress. Đó là tùy theo, thì mình thấy có ba vạch, một vạch trứng, một vạch là HLB2 là đặc trưng cho falciparum, HLB2 chỉ có falciparum, và vạch còn lại thì tùy theo xét nghiệm. Nếu chúng ta muốn sử dụng lactate dehydrogenase của vivac chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xét nghiệm ở đây. Lactate vivac thì có mình nó thôi. Mình nhìn đây, hiện tại cái que xét nghiệm mà chương trình số rét quốc gia sử dụng của hãng HD Biolife thì là mình tìm mình có ba vạch, vạch trứng, vạch vivac và vạch falciparum. Tức là vạch vivac là người ta xét nghiệm lactate dehydrogenase của vivac, còn vạch falciparum là người ta chẩn đoán dựa vào HLB2 của falciparum. Anh chị đợi tôi chút nữa. Các anh chị nghe kịp chứ ha? Tức là mình nhớ cái tích nhanh này thì rất là đơn giản. Ta nhỏ một giọt máu, sau đó ta sẽ cho 4 giọt thuốc thử. Xong sau đó ta đợi 15 phút. Sau 15 phút thì nếu nó hiện lên vạch trứng, hai vạch test âm, tức là kết luận là âm tính. Nếu mà hiện lên vạch trứng với một vạch falciparum thì chẳng đó là fancy. Hiện ra vạch trứng với một vạch vivac thì chẳng đó là bị sốt rét vivac. Còn hiện luôn cả ba vạch thì từ đó bệnh nhân bị sốt rét hỗn hợp, vừa fancy vừa vivac. Đây là xét nghiệm nhanh chẩn đoán sốt rét. Xét nghiệm này thì ai thử cũng được, không cần kỹ thuật viên ha, bác sĩ điều dưỡng hay là ngay cả khách du lịch họ mua và họ tự xét nghiệm cũng được, chứ không cần phải đến nhân viên y tế. Còn đương nhiên xét nghiệm vết máu hồi nãy thì đòi hỏi trình độ của kỹ thuật viên. Và còn cái cuối cùng đó là chúng ta thường thường ta sẽ làm PCR, nhưng mà thật ra PCR ngày nay chúng ta vẫn chưa đưa vào trong thực hành, chỉ dùng trong nghiên cứu. Tuy nhiên đến giai đoạn chúng ta thanh toán sốt rét, chúng ta cần phải xét nghiệm PCR, bởi vì PCR giúp chúng ta phát hiện trường hợp mà có lượng sốt rét nó nằm dưới ngưỡng phát hiện cái phạm vi. Nếu chúng ta không uống thuốc điều trị những bệnh nhân đó thì bệnh nhân đó sẽ là cái nguồn lây bệnh cho con mũi và chúng ta không thể thanh toán sốt rét được. Do khi ta bước vào giai đoạn thanh toán sốt rét, có khả năng chúng ta phải triển khai xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR tại vùng sốt rét. Người ta luôn nhấn mạnh một câu là trước khi anh đặt bút ghi chẩn đoán sốt rét cơn thì chúng ta phải loại trừ sốt rét ác tính, bởi vì sốt rét cơn ta dùng thuốc uống, còn sốt rét ác tính thì dùng thuốc chích. Nó bị này cũng hơn tháng rồi mà mỗi lần có đạn chứ đâu. Chúng ta tiếp tục. Nãy mà nó sẽ rất cơn rồi ha. Vậy như vậy tống loại trừ sốt rét tính thì chúng ta phải xem sốt rét tính có những triệu chứng gì là loại trừ. Sốt rét tính là bệnh nhân tiêu chuẩn đó, bệnh nhân sốt rét có thể vô tính trong máu, chủ yếu là falciparum.
nếu bệnh nhân có thể vô tính trong máu và ta đánh giá bệnh nhân có rối ý thức hay không. Chỉ cần bệnh nhân lú lẫn, thân điểm Glasgow dưới 15 điểm thì chúng ta chẳng đoán bệnh nhân là sốc rét ác tính thể não. Tuy nhiên ta cần phải loại trừ nhiễm trùng hệ kinh trung ương, bởi vì một số bệnh nhân có miễn dịch với sốc rét có khả năng là họ sốt đó, họ mê đó không phải do sốc rét mà do nhiễm trùng trùng não như bị lao màng não, bị viêm màng não mổ, bị viêm não do virus chẳng hạn, vân vân. Do chúng ta cần phải loại trừ nhiễm trùng hệ kinh trung ương. Nếu mà thử siêu thận thì ta coi bệnh nhân có thiểu niệm hay không. Nếu mình thấy bệnh nhân tiểu ít dưới 500 ml trong vòng 4 giờ không cải thiện với buồn dịch hoặc xét nghiệm máu creatinine lớn hơn 265, trường hợp này mình chẳng nói sốc rét ác tính thể suy thận. Thể vàng da là trên lâm sàng ta thấy bệnh nhân vàng da, hoặc là mình thử bilirubin máu trên 50 microgram trên lít thì chúng ta chẳng đoán bệnh nhân có thể vàng da. Tổ chức thế giới có bổ sung thêm là ta dựa vào thêm một độ nữa, mật độ trên 100.000, nhưng theo hướng dẫn năm 2020 của Việt Nam thì chúng ta không có cần tiêu chuẩn mật độ, ta chỉ cần vàng da trên lâm sàng thì ta chẳng nói là sốc rét ác tính thể vàng da. Thể hạ đường huyết tức là nếu đường huyết tương bệnh nhân dưới 2.2 mmol, còn theo hướng dẫn Bộ Y tế mình thì quy định là dưới 4 mmol, còn theo hướng dẫn của WHO là dưới 2.2 mmol, thì chúng ta hành nghề tại Việt Nam thì chúng ta tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thể thiếu máu nếu mật độ kinh trùng trên 10.000 con trên ml kèm theo là HCT dưới 15% ở trẻ em hoặc là dưới 20% ở người lớn thì ta chẳng đoán là thể thiếu máu. Thể sốc là bệnh nhân sốt rét mà có tụt huyết áp, chúng ta phải điều trị như sốc nhiễm trùng. Tuy nhiên khác cái chỗ là chúng ta không có truyền dịch nhiều, bởi vì trong sốt rét có tình trạng là tăng tính thấm hàng rào phế nang bao mạch, do đó nếu chúng ta truyền nhiều thì bệnh nhân có thể bị phù phổi, và thì cần phải giữ ở mạch trung ương từ 0-5 cm nước mà thôi. Tính toán trên lâm sàng bệnh nhân nhập viện ta quan sát, nếu mình thấy bệnh nhân thở nhanh sâu, mình nghe phổi trong veo thôi, chỉ có tăng thông khí thôi, thì chúng ta coi chừng bệnh nhân bị thể nhiễm toàn hay nhiễm toàn chuyển hóa. Tiêu chuẩn là pH máu dưới 7.35, bicarbonat dưới 15 hoặc là tách máu trên 4 mmol. Thể tiểu hóa sắc tố đại thể ta có hay gặp, ta gọi là tiểu đen, tiểu đen chúng ta gọi là tiểu xá sợi, sách vở tiếng Anh gọi tiểu Coca-Cola, tức là black water fever, tức là sốt tiểu đen, tức tiểu màu đen. Nhìn cái chai là thấy màu đen, sau khi nó hết thì nó chuyển qua màu đỏ rồi chuyển qua màu vàng. Đây là ba chai nước tiểu mà ta theo dõi liên tục mỗi 8 tiếng, thế là diễn tiến thì sốc tố nó thay đổi như vậy. Và ta thử hemoglobin niệu dương tính, và có một tiêu chuẩn quan trọng, trước khi anh chẩn đoán sốc rét ác tính thể tiểu sốc tố thì ta phải loại trừ bệnh nhân bị tiểu huyết sốc tố do dùng thuốc có tính oxy hóa mạnh ở bệnh nhân thiếu magnesium sulfide. Thuốc kháng sốc rét là thuốc có tính oxy hóa, do đó tôi cho bệnh nhân sử dụng thuốc sốc rét có khả năng nhận bị tán huyết do thiếu magnesium sulfide đưa đến tiểu huyết sốc tố, chứ không phải là do sốc rét gây tán huyết ồ ạt làm tiểu huyết sốc tố. Do đó tiêu chuẩn mình phải loại trừ bệnh nhân thiếu magnesium sulfide. Thế thì các thể sốc rét nó thay đổi theo tuổi và vùng lưu hành sốc rét. Ở những vùng hành sốc rét nặng, tức là sốc rét bị quanh năm và tỷ lệ dân có dương tính sốc rét 5-70%, thì có thể rằng sốc rét ác tính chủ yếu là thể não và thể thiếu máu nặng, và đa phần xảy ra trẻ em dưới 5 tuổi mà thôi. Nhưng mà những vùng sốc rét lưu hành không ổn định như ở Việt Nam thì ta thấy rằng sốc rét nó hiện diện ở thể não, thể suy thận, thể thiếu máu, và ở tất cả các lứa tuổi ta đều có, chứ không phải chỉ có ở trẻ em dưới 5 tuổi mà thôi. Do đó mình thấy nó có thay đổi. Bộ Y tế có quy định thêm là khi nào mật độ cao, thì hiện tại chúng ta thấp nhất mật độ cao là trên 10% hồng cầu có chứa ký sinh trùng thì ta gọi là mật độ cao. Một số trường hợp sau đây không thỏa tiêu chuẩn ác tính hồi nãy giờ tôi trình bày, nhưng mà chúng ta vẫn phải chẩn đoán và điều trị như sốc ác tính. Bệnh nhân chỉ có rối loạn tâm thần nhẹ thoáng qua, một số người sốt cao họ hơi lú lẫn chút, họ hơi sảng chút, nhưng mà hết xuống cơn thì họ tỉnh táo hoàn toàn. Tuy nhiên những trường hợp này không thỏa ác tính, nhưng mà chúng ta vẫn phải chẩn đoán và điều trị như sốc ác tính. Sốt cao liên tục, sốc rét thường là sốt cơn, nhưng nên thấy bệnh nhân sốt cao liên tục không hạ là cũng là dấu hiệu đe dọa vào ác tính. Nôn ói nhiều lần trong ngày, những bệnh nhân nôn ói nhiều thì họ uống thuốc có thể không hấp thu, do chúng ta có thể phải chích thuốc cho bệnh nhân. Nhức đầu đau toàn thân, hoặc là mật độ ký trùng cao có thể phân liệt, hoặc thiếu máu nặng diễn tiến nhanh chóng, tức là bệnh nhân có những cái tiêu chuẩn này thì chúng ta buộc phải chẩn đoán và điều trị sốc rét tính, mặc dù bệnh nhân không thỏa tiêu chuẩn sốc rét tính đã trình bày ở phía trước.
Rồi, chúng ta sẽ trình bày qua cái phần mà điều trị sốt rét. Sốt rét thì sẽ nói là thuốc kháng sốt rét, sau đó tôi nói về điều trị cơ và sốt rét tính. À, đối với thuốc kháng sốt rét thì mình thấy rằng thuốc kháng sốt rét có 3 công dụng. Công dụng nhất là dự phòng, tức là ta uống trước khi ta vào vùng sốt rét để ta không bị mắc sốt rét. Tác dụng thứ hai của thuốc kháng sốt rét là để điều trị sốt rét, ta anh diệt thể vô tính trong máu và những bị sốt lạnh run, uống thuốc để cắt cơ. À, cái thứ ba là để chống lây lan. Chống lây lan là gì? Là diệt da bào, bởi vì sốt rét đã lây bằng da bào. Do đó mũi hút máu mà có da bào thì da bào mới chuyển thành thành thoa trùng được, để nó trừng bệnh cho mình được. Do đó thuốc rét có thuốc diệt da bào, thế gọi là chống lây lan. Thì mình nhớ cái sốt rét có những vai trò gì? Thứ nhất là dự phòng, thứ hai là điều trị, và thứ ba là chống lây lan. Đó là 3 công dụng của thuốc kháng sốt rét. Thuốc đầu tiên là artemisinin. Artemisinin là được chiết xuất từ cây thanh hao hoa vàng, hay thực phẩm là Artemisia annua. Thì bà Tú Đồ Đồ là người đã tách chiết được cái chất artemisinin từ cái cây thanh hao hoa vàng này. Và đó bà được công bố giải Nobel vào năm 2015. Đây là bài thuốc, bài tự và bài thuốc y học cổ truyền ở Trung Quốc trên 1.000 năm, và dùng cái bài thuốc để dùng đi chữa bệnh sốt. Thì sau đó thì bà tách chiết ra được cái chất là artemisinin, và tự dùng cái chất đó điều trị. Đương nhiên chất đó sẽ có những dẫn chất của nó như artesunat, artemite, dihydroartemisinin. Công dụng của thuốc artemisinin ở chỗ là nó có diệt tiêm trùng sốt rét rất nhanh. Cứ mỗi một chu kỳ giảm 10 mũi 4, tức là giảm 10.000 lần, lượng sử dụng giảm 10.000 lần, giảm 10 mũi 4, và nó không đặc tính đáng kể, trừ trong 3 tháng đầu thai kỳ, vì đây là thuốc mới, chúng ta chưa ghi nhận được tác dụng phụ của nó trên thai kỳ, do đó chúng ta sẽ không sử dụng thuốc artemisinin trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Artesunat là chứng minh rằng giảm tử vong nên đàn công cấp lăng mây da. Chúng ta thấy theo thời gian thì số bệnh nhân chết dần, thì đối với artesunat tỷ lệ tử vong khoảng 87%, tỷ lệ sống còn khoảng 87%, tức là tử vong khoảng 13%. Nhưng mà kinin, cơ một thuốc điều trị sốt rét tính trừ tĩnh mạch, thì mình thấy rằng tỷ lệ tử vong của nó khoảng 25%, tức là chết nhiều hơn artesunat. Do đó người ta thấy rằng artesunat tối ưu hơn kinin trong điều trị sốt rét tính. Chloroquine là một thuốc diệt thể vô tính trong máu nhanh và an toàn, phụ nữ có thai có thể sử dụng được. Tuy nhiên thuốc này nó có bị kháng ở Việt Nam, chúng ta chỉ điều trị được Vivac, malaria, overlay, nolizai thôi. Nhưng mà đối với falciparum, Việt Nam là vùng lưu hành falciparum kháng chloroquine. Tác dụng phụ của nó là chống mặt, buồn nôn, nhức đầu và nhìn đôi, và sử dụng an toàn phụ nữ có thai. Primaquine là thuốc thứ ba tôi trình bày. Công dụng của nó là diệt thể ngủ nằm trong gan và diệt da bào để chống lây lan. Tuy nhiên thuốc này có một cái đặc tính là gây tán huyết mạnh ở bệnh nhân thiếu men để CBD, do chúng ta cần cẩn thận sử dụng bệnh nhân thiếu men để CBD để gây tụy huyết sắc tố. Không phụ nữ không sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Đó là 3 đối tượng ta không được sử dụng trong chỉ định. Ngày càng ngày thì thấy fancy nên càng kháng thuốc. Nhớ để ngăn ngừa tình trạng kháng thuốc của falciparum thì người ta yêu cầu thứ nhất là tăng liều kháng sốt rét. Chúng ta sẽ tăng liều thuốc kháng sốt rét. Thứ hai là ta phối hợp hai loại thuốc kháng sốt rét có cơ chế tác dụng khác nhau. Thứ ba là có một số hợp thuốc mà người ta thường báo cáo là artesunat và meloquine. Artesunat giúp diệt tinh trùng rất nhanh, tuy nhiên thời gian bán hủy của nó chỉ có 40 mấy phút thôi. Do đó, nếu sử dụng phối hợp với meloquine là một chút có thời gian bán thải kéo dài từ 20-30 ngày. Do đó chúng ta, nhưng tác dụng nó thì chậm hơn artesunat, cho khi ta phối hợp phát thức này thì thấy nó có tính hiệu lực giảm tái phát. Ngoài ra mình có artelaquine là thuốc đang điều trị trong nhiều quốc gia, tức là artelaquine là dihydroartemisinin phối hợp với piperaquine, là thuốc hiện tại đang nằm trong chương trình phòng chống sốt rét quốc gia để điều trị sốt rét cơ, sốt cơ ở giai đoạn sau của sốt rét tính. Đối phát đường thì sốt rét cơn thì mình nhớ Vivac, malaria, overlay thì bình thường đó người ta điều trị đối với Vivac ta sẽ điều trị chloroquine phối hợp với là primaquine. Chloroquine có tác công dụng đó là diệt thể vô tính trong máu, cắt cơn sốt. Tuy nhiên ta phải uống thêm primaquine 14 ngày để diệt thể ngủ nằm trong gan, nếu không bệnh nhân sẽ bị sốt rét tái phát.
Tazobactam thì chúng ta điều trị bằng deoxyribonucleic piperaquine và phối hợp với một liều primaquine duy nhất để diệt cho bào. Hình bên cho mình thấy rằng bệnh nhân có uống primaquine và không uống piperaquine. Màu tím đậm là bệnh nhân không uống primaquine, còn màu tím nhạt là bệnh nhân có uống primaquine. Thì rõ ràng là bệnh nhân uống primaquine thì sạch do bào nhanh hơn hẳn so với bệnh nhân không uống primaquine. Mặc dù là cuối cùng đều là sạch giống nhau, nhưng một bên nó mất khoảng hơn một tháng, một bên chỉ mất trong vòng khoảng chừng 7 ngày là ta có thể cải thiện được triệu chứng, ta có thể giảm được lượng cho bào trong máu. Đối phụ nữ có thai và cho con bú và trẻ em thì chúng ta cho thuốc như thế nào? Cái bản này mình coi để mình nhớ cách cho thuốc. Thật ra khi nào mình có bệnh nhân thì mình lật mình coi cái bản. Tôi chỉ nói nguyên tắc thôi. Ta nhớ nguyên tắc thứ nhất là primaquine thì không xài cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới có thai và trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Cho mình thấy rằng trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ có thai là không có primaquine. Trừ 6 tháng trở lên thì ta có sẽ sử dụng primaquine. Chỉ thứ hai là phụ nữ có thai dưới 3 tháng thì không xài nhóm dihydroartemisinin, bởi vì lý do là thuốc này có khả năng mình chưa có làm chưa có theo dõi hậu mắc cái tim ta sau khi anh đưa thuốc ra thị trường, ta có chỉ khoảng 4 là ta phải theo dõi kéo dài có tác dụng phụ của thuốc trên thai như thế nào, thì hiện tại mình chưa có thông số, do đó chúng ta không cho sử dụng cho phụ nữ có thai dưới 3 tháng, ta phải sử dụng kinin phù hợp với lần nam sinh. Đối với sốt huyết ác tính thì chúng ta sẽ sử dụng artesunate cường tĩnh mạch. Mình nhìn thấy một cái lọ artesunate, một cái hộp artesunate gồm có 3 ống. Ống nhất là cái lọ bột, đó là artesunate. Thứ hai là một cái ống 1ml natri bicarbonate 5%. Cái ống này chúng ta sẽ bẻ ra và ta bơm vào trong cái chai thuốc và ta lắc. Lắc đến khi nào nó tan, nó trong veo luôn, nó không còn đục nữa. Tức là cái thuốc artesunate này nó chỉ tan trong natri bicarbonate thôi, nên mình lắc cho nó tan đều. Xong sau đó mình bơm tiếp 50ml nước muối vào để mình pha loãng ra và mình hút hết toàn bộ 60ml này ta đi tiêm cho bệnh nhân. Ta tiêm cho bệnh nhân là cách pha thuốc. Thế thì khi nào sốt huyết ác tính thì ta phải xài artesunate cường tĩnh mạch. Tuy nhiên ta không có xài kéo dài nhiều mà ta xài khi bệnh nhân hồi phục tri giác, chuyển phần uống được thì chúng ta ngưng thuốc chích, chuyển qua thuốc uống cho bệnh nhân. Lưu ý chúng ta không sử dụng mefloquine để điều trị bệnh nhân sốt huyết ác tính thể não, bởi vì một số bệnh nhân bị sốt huyết ác tính thể não uống mefloquine như đoạn sau họ bị co giật, bị hôn mê, mình còn gọi là hội chứng thần kinh sau sốt huyết, đang tiền trường hợp đó liên quan đến mefloquine, thì đó chúng ta có khuyến cáo là không sử dụng mefloquine trong điều trị bệnh nhân sốt huyết ác tính thể não. Ngoài sốt huyết ác tính thì còn có những điều trị triệu chứng khác, chẳng hạn như mình hạ nhiệt, rồi cắt cơn giật, rồi bệnh nhân suy tuần hoàn thì mình nhớ rằng bệnh nhân phải cho kháng sinh. Điều trị sát côn trùng và truyền dịch thì vừa phải thôi. Thì giữ ở vật trung ương dưới 5cm nước, vì ta truyền cao lên bệnh nhân rất dễ bị phù phổi. Truyền máu đi thiếu máu, hạ đường huyết, tiểu huyết sắp tốt, chăm sóc bệnh nhân mềm và dự phòng suy tiêu hóa. Suy thận cấp thì khi nào mà điều trị thay thế thận, mình sẽ có chỉ định. Nhất là bệnh nhân có tiểu ít, thứ hai là có tăng kali máu, thứ ba là có phù phổi, thứ tư là bệnh nhân có nát máu dưới 7,25 hoặc là máu hóa trên 5 hoặc là creatinine lớn hơn 570 micromol trên lít. Nếu bệnh nhân có những biểu hiện này thì chúng ta cần phải cho bệnh nhân điều trị thay thế thận để cứu bệnh nhân. Điều trị thay thế thận thì ta có hai biện pháp. Thứ nhất, nếu ta không có điều kiện, ta có thể làm thẩm phong phúc mạc, ta đục một cái lỗ ở bụng dưới bệnh nhân, luồn catheter xuống dưới cùng ruột là, sau đó mình cho dịch vào ngâm có một thời gian và xả dịch trở ra. Đó là cách điều trị bằng thẩm phân phúc mạc. Chúng ta sử dụng máy lọc máu. Máy lọc máu thì đây là hiện tượng siêu lọc. Máy lọc máu thì người ta có cái cách để lấy các chất chuyển hóa bệnh nhân ra ngoài. Còn cuối cùng là tôi sẽ nói về dự phòng sốt rét. Dự phòng sốt rét thì nguyên tắc là mình nhớ lại cái hình là người bệnh, người lằn, con mũi, anopheles. Tức là chúng ta thấy rằng đây là kết hợp giữa nhiều khâu. Trong đó có 3 khâu quan trọng. Đối với người bệnh, bệnh nhân mắc bệnh thì chúng ta phải điều trị sốt rét triệt để cho họ. Ở vùng sốt rét, bệnh nhân phải ngủ bồn, bởi vì nếu không ngủ bồn mũi đốt, bệnh nhân sẽ truyền giao bào cho vùng mũi và làm cho vùng mũi tiếp tục truyền bệnh. Thứ hai là đối với mũi anopheles thì chúng ta phải diệt mũi, phát quang rộng, trong nhà thì không treo quần áo nhiều,
dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, hạn chế được mũi trú ngụ trong nhà. Đối với người lành thì chúng ta bảo vệ người lành bằng số biện pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta cho cái những chương trình thuốc lá quốc gia, người ta sẽ tẩm mùng thuốc chống mũi để bệnh nhân ngủ, rồi mình giáo dục sức khỏe cho họ biết rằng sốt rét là do mũi truyền chứ không phải là do uống nước, vân vân. Tuy nhiên nếu mà đứng về khía cạnh cá nhân thì ta nhớ mấy chuyện, chàng ta được cử đi công tác ở vùng sốt rét thì ta nhớ mấy chuyện dễ nhất là chúng ta chống đốt, bởi vì mũi đốt thì mới truyền sốt rét cho mình được. Cái đó nếu mình chập chập tối gần hai chập tối khoảng 5-6 giờ trở đi thì chúng ta nhớ mặc quần áo dài, và cái phần nào mà che không được thì ta bôi thuốc chống mũi và chúng ta phải vào mùng càng sớm càng tốt, hạn chế bị mũi đốt. Đồng thời chúng ta uống thuốc dự phòng, và nếu bệnh nhân về mà bị sốt thì phải dặn họ là phải đi thử máu ngay lập tức, bởi vì lý do là ta đi vùng sốt rét, ta quay về mà ta bị sốt thì đó là ta có tốt nguy cơ, ta có tốt dịch tễ, thì chúng ta cần phải xét nghiệm để loại trừ sốt rét. Đối với thuốc dự phòng sốt rét thì chúng ta có 3 thứ. Thứ nhất là Balaron, hay mình gọi là Atovacol, Roganin. Thì thuốc này hiện tại thì ở Việt Nam không có, nhưng mà nếu mình đi qua châu Âu, qua Mỹ thì thấy người ta có sử dụng để dự phòng sốt rét. Mefloquin, ngày xưa chúng ta có rất nhiều, nhưng ngày nay thì cũng ta kiếm không ra nữa vì thuốc nó hết đát. Do đó, hiện tại mình không có Mefloquin. Chúng ta chỉ còn có Doxycycline. Doxycycline thì mình nhớ rằng bệnh nhân mình sẽ cho nhân uống 100mg mỗi ngày. Uống trước khi đi khoảng vài ngày, uống cho đến 8-4 tuần sau khi rời khỏi vùng sốt rét. Lưu ý thuốc tetracycline ta không được sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 8 tuổi vì có nguy cơ sẽ làm tổn thương cái men răng, men răng cho bệnh nhân. Một thuốc mới là tafenoquin. Tafenoquin thì từ thập niên 2000 người ta đã thử nghiệm và khả năng dự phòng sốt rét, để cho bệnh nhân uống 400mg tafenoquin hoặc là 200mg một ngày trong 3 ngày, sau đó hàng tuần mỗi tuần uống 200mg, họ coi có hiệu quả bảo vệ nó có tốt hay không thì thấy là bảo vệ được 86%. Làm nhìn hình này, bệnh nhân mà uống giải dược thì tôi thấy rằng sau đó bệnh nhân sẽ bị mắc sốt rét. Đường cong này là khi mắc sốt rét thì cái đường cong sẽ đi xuống, và thấy rằng những nhóm mà sử dụng placebo là mắc sốt rét nhiều nhất, đạt tới 90%, trong khi những nhóm bạn có sử dụng tafenoquin thì người ta thấy rằng bệnh nhân ít bị mắc sốt rét hơn, ít mắc sốt rét hơn. Thuốc này có gì sợ? Thì sau khi người ta cũng nghiên cứu coi nếu ta sử dụng kéo dài 12 tháng để dự phòng thì có bị gì hay không, thì người ta thấy rằng tác dụng phụ nó cũng tương đương với placebo thôi, ngoại trừ một cái biến cố là nó tụ các cái tinh thể thuốc ở cái giác mạc, cái đó người ta gọi là hiện tượng vằn vện giác mạc, vằn vện giác mạc. Tuy nhiên hiện tượng này cũng lành tính, ta ngừng thuốc thì tự động nó biến mất. Do đó năm 2018 thì FDA Mỹ đã chấp thuận cho sử dụng thuốc tafenoquin với biệt dược tên là Aracoda trong dự phòng sốt rét. Thì chúng ta sẽ uống 3 ngày trước khi đi, mỗi ngày uống 200mg, sau đó hàng tuần ở vùng sốt rét ta uống mỗi lần một tuần uống lần thôi thì 200mg một tuần, và sau khi mình rời ở vùng sốt rét thì uống thêm 200mg nữa và sau đó nghỉ luôn nghỉ luôn, tức là sau khi mình rời vùng sốt rét thì mình uống thêm một liều 200mg nữa. Thì tafenoquin này cũng giống như primaquin, cùng nhóm primaquin, do đó thì chúng ta cẩn thận là không sử dụng thuốc ở bệnh nhân thiếu men SBD, như bệnh nhân mình không biết được tình trạng SBD, thì nó không phải là mình thấy uống là cũng được đâu, bởi vì thuốc là thuốc oxy hóa mạnh, nếu trúng bệnh nhân thiếu men SBD, thuốc tafenoquin nó có thời gian bán thải kéo dài, do đó ta uống vô thì ta không lấy ra được nữa. Nếu bệnh nhân thiếu men SBD ta cho uống vô thì bệnh nhân có nguy cơ tán huyết, và tán huyết kéo dài đến khi bệnh nhân thải hết thuốc thì nó mới tán huyết. Kết thúc bài. Thế là thật ra sốt rét chúng ta thành công thì nhờ vào nhiều yếu tố. Một ngành y tế không thì không giải quyết được. Chúng ta phải dựa vào hộ phụ nữ, dựa vào chương trình xóa đói giảm nghèo, dựa vào trồng rừng, dựa vào rất nhiều yếu tố. Nhiều ban ngành đoàn thể cùng phối hợp, cùng chung tay thì chúng ta mới thanh toán được bệnh sốt rét. Và chúng ta hy vọng rằng đến năm 2030 chúng ta có thể thanh toán được bệnh sốt rét. Các anh chị có thắc mắc gì về sốt rét hay không? Tôi sẽ gửi cho kinh chị, nhất là bài giảng này. Thứ hai là tôi sẽ gửi cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt rét năm 2020 của Bộ Y tế.
Đó là hai cái bài mà anh chị có thể tham khảo để mình học và mình làm bài thi. Anh chị có hỏi gì không thì tôi giải thích thêm cho các anh chị. Dạ, dạ thưa thầy, cho em hỏi dạ. Cái hồi nãy thì có em có thấy có hiện tượng ẩn cư á, của dạ. Canxi Farum á, thì cái hiện tượng đó nó gây tái phát xa, thì nó ví dụ như bệnh nhân đã bị từ lúc 20 tuổi đi thì cái hiện tượng tái phát xa của nó có tồn tại tới suốt đời của bệnh nhân không? Dạ. À, cảm ơn chị. Chị có hỏi thì tôi trả lời luôn. Tái phát hiện tượng ẩn cư á chỉ xảy ra Canxi Farum, mà Canxi Farum thì không có gây tái phát xa. Canxi Farum chỉ gây tái phát gần mà thôi. Chúng ta coi là cái hình này. Tái phát xa là liên quan đến thể ngủ nằm trong gan. Canxi Farum thì không tạo được thể ngủ, cho nên không có tái phát xa. Canxi Farum có gây tái phát là chỉ gây tái phát gần do hiện tượng kháng thuốc, tức là ta điều trị. Bệnh nhân xuống dưới ngưỡng phát hiện kim đơn vi nhưng mà không sạch, nó vẫn nằm trong đó. Rồi sau đó vài tháng kim trục, thường thường trong vòng khoảng 42 ngày kim trục sẽ lên trở lại và bệnh nhân bị sốt rét tái phát. Tái phát này gọi tái phát gần. Còn tái phát do thể ngủ thì thường thường nó kéo dài khoảng vài tháng vài năm sau đó. Vài tháng vài năm đó thì thường là thể ngủ do vi vắt thì mới tạo được tái phát xa thôi. Còn Canxi Farum thì chỉ tạo được tái phát gần do tình trạng kháng thuốc. Chị có đồng ý không? Chị có thắc mắc gì thêm không? Dạ, tại em có làm ở bệnh viện Cuộn á, thì em có gặp mà có mấy bệnh nhân thì người ta khai là hồi xưa người ta đi lính á, là rồi. Có bị từng bị sốt rét, rồi dạ. Hiện tại bây giờ người ta bị có những cái cơn sốt mà rét run, người ta vô với mình thì người ta nói là người ta bị sốt rét đó, người sốt rét nó bị thái lại, thì không biết cái đó có đúng hay không thầy. Tại bên em thì có làm hết máu ngoại biên thì cũng không có phát hiện. Vâng, luôn luôn âm tính đó chị. Chị làm phết máu ngoại biên luôn luôn âm tính đúng không? Dạ. Không bao giờ dương đâu, tôi cũng vậy. Tôi nói cái đó chỉ có trong văn thơ cách mạng mà thôi, chứ còn trong thực tế là không có. Thường thường sốt rét tái phát xa đó là tái phát liên quan tới vi vắt, thì người ta thấy trong vòng khoảng 2 năm mà hiếm khi nào lâu lắm. Còn chúng ta nghe là bị xưa bị rừng bị sốt rét mà tới 20-30 năm sau mỗi năm đều có sốt lạnh run và vô kia là bị sốt rét là sốt lâm sàng, thì cái đó chỉ có trong văn thơ thôi. Còn trong thực hành cơ muốn gì chị, tôi làm 24 năm chữa sốt rét, tôi chưa thấy một trường hợp nào sốt rét lâu hơn tái phát lâu hơn 2-3 năm. Điều đó tôi chưa thấy thôi, không dám nói là không có. Còn những chuyện mà nghe người ta nói cách đây 20-30 năm từng bị sốt rét, bây giờ bị sốt rét tái phát thì chỉ có trong văn thơ mà thôi, không có trong thực tế. Tôi trả lời là không có trong thực tế. Và sách vở cũng chẳng ai ghi nhận. Người ta chỉ ghi nhận một trường hợp là sốt rét do malaria, là nó có thể là tái phát trễ bởi vì lý do là nó tồn tại trong máu mình lượng rất thấp và nhiều năm sau đó nó mới tái phát, thì có thì malaria thì có thể có, chứ còn đối với Canxi và vi vắt thì tôi chưa gặp bao giờ. Nào, các chị còn hỏi gì hoặc các anh chị còn lại còn thắc mắc gì không? Cảm ơn thầy. Dạ. Tôi nói chị, tôi sẽ gửi bài cho các anh chị vào trong cái group này ha, trong cái phần chat cho các anh chị download xuống. Nếu mình không có gì thêm thì chắc mình nghỉ. Chào các anh chị. Chúng tôi còn nợ một bài là đại cương bệnh nhiễm trùng thì tôi sẽ bù sao cho các anh chị. Chào các anh chị. Dạ, chào thầy, cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn thầy. Minh thầy.